BBTV. Dạ ơi, mình còn một tin nữa thôi mà. Ui, muộn học rồi. Ui, muộn học rồi. Thôi, chắc chả cần đến răng đâu. Này được rồi. Chú ý lên đây nào. Hôm nay lớp chúng ta sẽ học tiết học vệ sinh răng miệng. Vâng ạ. Dạ. Chúng ta cần là vệ sinh răng miệng sạch sẽ đúng không nào các em? Vâng ạ. Vâng ạ. Chào em Hello Kitty. Sao em đi học muộn thế? Dạ, cô là em ngủ quên ạ. À, mình phải đi học đúng giờ, vào lớp đúng giờ với các bạn chứ. Bây giờ cô đã dạy rồi mà bây giờ em mới đến là sẽ không tiếp thu được kiến thức bằng các bạn đấy. Vâng, xin lỗi cô ạ. Lần sau em đi học đúng giờ nhá. Vâng ạ. Em về chỗ ngồi đi. Vâng. Em ngồi xuống ổn định vị trí để học bài cùng các bạn à. Vâng. Sao hôm nay đi học muộn vậy? Tôi ngủ muộn quá. Các em trật tự nào. Quay tay lên bàn, chú ý lên đây nghe cô giảng bài nào. Vâng ạ. Hôm nay lớp chúng ta sẽ học tiết học vệ sinh răng miệng. Các em nhớ chưa? Vâng ạ. Và để vệ sinh răng miệng chúng ta cần đó là kem đánh răng này, bàn chải này và một cốc nước sạch. Và đây là mô hình răng miệng của chúng ta. Bây giờ cô sẽ dạy các em cách vệ sinh răng nhá. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ lấy một lượng kem đánh răng vừa đủ để lên trên mặt bàn chải và súc miệng bằng nước sạch. Đấy. Bây giờ cô sẽ dạy các em cách chải răng nhá. Chúng ta sẽ chải từ dưới lên trên, lên xuống như thế này. Để các lông bàn chải luồn vào kẽ răng sẽ lấy đi các mảng bám. Đây. Chúng ta sẽ đánh ở bên mặt ngoài trước. Chải lên xuống này. Từ bên trái qua bên phải rồi lại từ bên phải qua bên trái. Sau khi đã chải sạch mặt ngoài rồi, chúng ta sẽ chải vào phía mặt trong. Đây. Mặt trong thường là dính rất là nhiều mảng bám của thức ăn chúng ta nên chúng ta càng phải chải sạch nhá. Đây. Chúng ta cũng chải lên xuống. Đây. Từ bên trái qua bên phải rồi lại từ bên phải qua bên trái. Và chúng ta cũng chải mặt trên như thế. Sau khi đã chải sạch mặt ngoài, mặt trong của hàm trên, hàm dưới, chúng ta sẽ chải mặt nhai nhá. Đây là mặt nhai của chúng ta. Chúng ta sẽ chải vừa sạch này. Đây. Mặt nhai của hàm dưới và mặt nhai của hàm trên. Đây. Chải thật là sạch. Sau khi đã chải mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai sạch rồi, chúng ta sẽ chải lưỡi. Chúng ta sẽ chải như này, từ trong ra ngoài. Đây. Chải từ trong ra ngoài. Sau khi đã chải lưỡi sạch, chúng ta sẽ súc miệng bằng nước sạch thật là sạch. Vậy là chúng ta đã có một hàm răng chắc khỏe và sạch rồi. Ngoài ra chúng ta có thể súc miệng bằng nước muối để răng miệng của chúng ta sạch hơn. Các em nhớ chưa nào? Dạ. Cả lớp chúng ta ở nhà có vệ sinh răng miệng sạch sẽ không nhỉ? Có cô ạ. Sáng nay bạn nào lấy răng sạch sẽ giơ tay cô xem nào. À, có bạn Hào với bạn Hân là vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Còn bạn Hào là sáng nay chưa đánh răng đúng không? Tại sao sáng nay em chưa đánh răng? Dạ thưa cô là tại
buồn nên là em mới quên đánh răng đấy ạ. Cứ ngày nào em cũng đánh răng mà. Từ mai bạn Hằng phải dậy sớm này, vệ sinh răng miệng sạch sẽ này, rửa mặt sạch sẽ này, rồi ăn sáng đầy đủ để chúng ta có năng lượng để còn đi học chứ. Bạn Hằng nhớ chưa nào? Vậy là tiết học vệ sinh răng miệng của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào cả lớp. Chúng em chào cô ạ. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.